Hello anh em, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Nam Thanh bên tay Củ Chi. Hôm nay lên là cặp lo ba tắc thùng nỉ nha các bạn. Ba tắc thùng nỉ lo gia đình bình dân. Anh em chú bác nào thích hàng lớn, hàng nhìn hàng khủng á, thì cứ liên hệ em JBL ba tắc thùng nỉ lưới sắt nha. Lưới này chuột vô không được nha các bạn, bao chuột vô luôn. Thì tình trạng cặp lo là còn hát tốt, mình đang kiểm tra vệ sinh lại và gáp vô lên hàng. Vệ sinh lại là sẽ đóng lại, đóng lại lên hàng cho anh em. Thì cặp này mình báo giá luôn, bát là bát ba tắc thùng nỉ, chép là chép lụ đạn bự đây. Thì cặp này trong tình trạng là hát tốt, thùng tương đối, thùng đẹp nha. Chỉ bị xấu ở đây nè, xấu ở đây tí xíu. Xấu ở đây tí xíu, nhưng ở đây là mặt đáy nha, mặt đít nha. Ta ốp lên là không sao. Hàng bình dân. Cặp này mình thanh lý cho anh em là giá 1 triệu đồng. Cho một cặp ba tắc nha. Cặp lo full đơn ba tắc thùng nỉ. Tình trạng là hát tốt, cặp bát zin. Cặp bát zin nha anh em. Bây giờ mình sẽ vệ sinh sạch sẽ và đóng lại, gáp lại. Thì trong thời gian này thì mình sẽ lên quay clip luôn ha. Đây là từ nè. Từ này là 120, từ 12 là 120 đó nha các bạn. Từ 120. Bát từ 120 bát ba tắc nha. Lo bình dân thì con này chúng ta ghép phối ghép với amply nhỏ nhỏ đánh được luôn, 8 sò lớn, 8 sò, 2 sò ghép vô là đánh ok hết nè. Đó, đây là củ từ chép là 137. Đó, từ chép 137 cho 140 đi. Đó, phụ chép bự trà ná nha anh em. Tình trạng là cặp chép và cặp bát hát tốt hết, bát zin hết, chưa quắn. Đó, lo bình dân giá rẻ 1 triệu đồng một cặp sân khấu. Cái kia y vậy luôn. Đó, mình sẽ quay sơ và gáp lại hát anh em. Anh em nào cần lo sân khấu lớn thì liên hệ mình mua hàng ủng hộ cho shop BMT Củ Chi. Đây. Đó, ưu tiên anh em ở gần login nha. Đó, lo màn này là màn đánh bắt quy lực nha các anh em. Hàng xài chữa cháy ngon, không phải hàng điểu lắm, nhưng mà hàng này là phải nói là hàng tầm sử dụng cho gia đình được. Đó, cái mẫu là mẫu hầm hố. Bây giờ vệ sinh gáp lại. Thì mình cũng nhắc lại là lo mẫu sân khấu này hàng điểu rất là nhiều. Đó, anh em nhiều người ta mua lo mới á, cái củ từ này có chút xíu à, mà con thì con lại con nhỏ nữa, nó chỉ có cái vỏ hình thức là đẹp. Đó, còn cặp này thì trong tình trạng là lo gin, cấu hình là vừa phải, chơi được, đáng chơi, mà giá chỉ 1 triệu đồng, có sao nói vậy. Đó, anh em nào nhắm chơi được thì liên hệ mình để đặt hàng. Rồi, chân thành cảm ơn em. Đây, tổng thể của em đó khi mà gáp lên nha các bạn ơi. Gáp ra vệ sinh sạch sạch, đẹp đẹp, rồi lên clip tiếp ha. Bát ba tắc chép lựu đạn. Tiếng rất là thanh và công sức nó cũng lớn nha. Con này chúng ta ghép
âm ly 8 sò lớn, 12 sò hàng bình dân, nhưng mà công sức của cặp này đánh rất là ok, hùng bự nên cái bát và cái tiếng nó rất là ok lớn. Rồi quay tổng thể cho anh em xem, thì cặp này 1 triệu đồng, nhắc lại giá 1 triệu. À, giá này không bao ship, anh em mua hàng vui lòng đặt cọc tiền trước nha, ưu tiên cho anh em ở gần địa phương khu vực Củ Chi. Đó hùng nè, anh em nào quan tâm sản phẩm lo sân khấu công suất vừa phải dễ ghép âm ly đó, 3 tác nha. Rồi thì cặp lo hôm nay chỉ có như thế, anh em nào xem thấy ưng bụng thì liên hệ em, cặp này 1 triệu đồng, hết 3 tác, màn là màn răng này, răng bát đồng.